Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thì hai chồng Vũ đi tập thể dục về, đi chợ mua đồ ăn luôn. Hôm nay sáng thì trời không có nắng, sáng ui ui. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn cùng Vũ đi vòng ra chợ Bình Đại. Ngay đây là chỗ quán cháo của chị Dung nè. Đây quán cơm Tính Thảo buổi chiều. Đây chị bán mang về nha các bạn. Bên đây là có quán hủ tiếu chay. Hủ tiếu chay cũng bán mang về luôn. Cái này ở Bình Đại quán thì cho bán lại nhưng mà bán mang về nha các bạn, chứ không có ngồi ăn ở quán. Bên đây chỗ Bảo Nhi, khô cá ngựa, mực. Đây là chỗ bán xe đạp điện chính đa nha các bạn. Ở đây có chỗ cửa hàng Mỹ Dung, hay chỗ cảnh tiên chụp hình. Ở đây là đường lên đầu chợ Bách Quá nha các bạn. Hiện giờ khoảng hơn 6 giờ rưỡi sáng rồi. Đây có chỗ bán bánh bò, bán bánh bò, bán chè. Bà Năm bán đắt không bà Năm? Dạ. Dạ. Đây là chỗ bán trứng, trứng gà, trứng vịt. Đây đối diện qua là đường vô Miễu Bào Phai. Đây là chỗ huyện quỷ cũ nha các bạn. Ở chợ đang mua hột vịt. Gửi đó họ về lấy. Đây là chỗ treo bán vé số. Đây chỗ bán chè, bán đây chỗ ba quầy tập quá. Đây có ba quầy tập quá nha các bạn. Đây chỗ mắt kiếm Tấn Tài. Đây chỗ quán cơm chị Cho. Đây chỗ tiệm tập quá Bích Hà. Đây chỗ A Lục. Đây chỗ bán đồ cũng nhà bếp. Tới đầu chợ bên đây nha các bạn.
gắn với chuyển đổi. Chỗ bán trái cây, món đồ thờ cúng. Chỗ bán bánh kẹo. Chỗ này bán bông, có mấy bông sứ đẹp quá. Chỗ bán giặt dép, bán trái cây, chỗ bán đậu hũ, chỗ bán thịt heo. Chờ chị. Sao ha? Sao? Quay bả ha. À, đây có chỗ bán thịt heo. Đi thẳng qua chỗ cá luôn các bạn. Đây dòm thẳng qua là chợ mới nha các bạn. Bò hả? Đây chị bán thịt bò với thịt dê hả chị? Bà con ghé đây mua ủng hộ thịt bò của chị với thịt dê nè. Ở bên đây thì chị bán cá, bán nghêu. Vô 25.000 ký nha các bạn. Chị đang soạn ra là cá rưỡi câu. Rồi em đi một chút chị bán đắt nha. Ồ, đây có chỗ bán cá rô. Bán rau, bán cải, cá. Bây giờ ở đây có gì không? Bây giờ ở đây có bán gì không các bạn? Này bán chuối, bán khoai. Đây chỗ bán dừa. Đây bà con bán vắng đó các bạn ơi. Chợ cũng vắng. Đây là gì bán bạc chuối. Có thùng màu vàng, có biểu tượng tức thể, lây nhiễm, có nhãn nhãn. Tức thể có nguy cơ chứa sách COVID này để được trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế phải bỏ. Có thùng tức thể lây nhiễm, không được điều hòa, đảm bảo không có, có các dụng cụ dùng cho sinh hoạt hàng ngày để người cách ly tự sử dụng. Trang bị bàn để cung cấp tất cả đồ dùng. Tới đây là đường lên lộ mới nha các bạn. Rồi vô trả lại. Đây đường vô chợ mới nha các bạn. Lấy mẫu ít nhất 3 lần, ngày đầu 7 ngày. Về ngày 14 mới cũng dừng hoàn thành cách ly. Đối với người ở cùng nhà,
có giấy cam kết với chính quyền địa phương không cho người già có bệnh nền ở chung nhà với người cách ly. Trường hợp F1 là trẻ em, người già có bệnh nền thì cho phép bố trí người chăm sóc và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho người khác vào nhà, ngoại trừ các đơn vị liên quan có thẩm quyền. Báo ngay cho cơ quan y tế. Còn chú đi tả lại chợ cá nha các bạn. Ở đây nhìn thấy bên cái cổng chợ mới nè các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Giờ tới Tết chắc có thể là hoàn thành rồi các bạn. Cái mé sông mà làm cái bờ kè ở trước chợ rất là cao nha các bạn. Thì Vũ nhìn xa xa qua đây thấy là có hai cổng vô. Tại vì công trình ta đang làm mà ta không có cho vô nha các bạn. Giờ mới mua mấy trái táo. Mấy trái. Nấu canh chua hoặc nấu lẩu các bạn. Hồi đó có mấy cá phi bự ghê luôn. Không phải cá phi đâu. Giờ vô chợ cá nha các bạn. Hôm nay giờ tối. Bán cá biển. Hai loại cá biển với cá phi. Đây sách không? Không phải chị. Chỗ trong nhà lồng bán thịt heo nha các bạn. À, họ tham gia nè, về chị ơi. Trái cây, sầu riêng, lụ, mạnh. Nói chuyện ở đây ở chỗ bán dừa. Ở đây mấy chỗ bán quán ăn ở đây. Nghỉ nhiều quá chừng luôn rồi. Không ra bán cái số được không gì hai? Ế quá hả? Hai bà bán vé số bà ngồi đây à. Ở đây ăn bánh mì uống trà đường.
giờ đi về nha các bạn. Đây sách không? Sách phụ cho. Em có mấy bông sứ đẹp rồi em? Có chưa? Có cái nào chưa có không? Coi có cái nào chưa có không? Rồi có rồi thôi. Rồi rồi bữa nào có cái nào nhà chưa có rồi mua. Không, nó đâu có sâu, ngày nào cũng chăm sóc nó. Cũng thấy có một miếng gầy trắng. Rồi quên về đây đang ghé lấy trứng. Rồi quá lấy trứng hột vịt chứ quên. Rồi, mua kiến vô đi trước rồi, lập lấy trứng. Sáng vắng quá trời luôn bà con ơi. Đây chỗ gì Kim. Bịch trứng của em ngoài đó phải không chị? Bịch trứng của em đó phải không? Rồi là được rồi, để đó em lấy cho, để đó em lấy cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán táo. Táo gì mít. Mạnh. Họ vụ đi về trước. Về trước ăn sáng rồi vô đó bụng rồi. Vũ khách người ta, khách đồ người ta quay hơi rung, các bạn thông cảm. Họ Vũ về tới chỗ tiệm tập quá sâu cẳng. Cháu chị Dung rồi vũ về tới chỗ đây là ngã tư Hàng Cồng, chốt đèn xanh đèn đỏ. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.